Vâng, xin mến chào các bác nhé. Chào mừng các bác và anh em tiếp tục quay trở lại video tiếp theo ngày hôm nay. Trước mặt các bác và anh em, điện tử Giảm Hoa xin giới thiệu test một cặp loa Mỹ, cặp loa bãi EV. Cặp loa này có cái mã là SH152R. Một dòng loa được thiết kế hai đường tiếng, loa sử dụng một bát 40 một kèn. Một cặp loa đẹp xuất sắc các bác anh em này. Hàng đẹp xuất sắc các bác nhé. Đẹp từ trong đẹp ra. Một cặp loa còn đẹp và zin nguyên bản, cam kết các bác và anh em còn zin nguyên bản nhé. Một cặp loa Mỹ EV, cặp loa này được sản xuất tại Mỹ, gỗ vỏ ngoài bọc lì. Đây là mã của sản phẩm các bác này, SH1502R, công suất 200W trở kháng 8 ohm, và cặp loa được sản xuất tại Mỹ, made in USA. Chất âm dòng loa Mỹ thì phải nói là không có điểm chê các bác anh em nhé. Chất âm của dòng loa này thì không có điểm để chê luôn. Chất âm rất là hay. Một cặp loa zin đẹp. Và một cặp loa Mỹ bãi EV SH1502R sử dụng bát 40 một mít chép kèn. Và cặp loa này thì bên em chào bán với giá là 13.600.000. Với cái giá 13.600.000 bên em đã bao ship toàn quốc cho các bác và anh em nhé. Và giá này là giá bao ship toàn quốc cho các bác và anh em. Các bác và anh em có nhu cầu một cặp loa Mỹ EV sử dụng bát 40 một kèn SH1502, các bác hãy liên hệ cho bên em số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Vâng, địa chỉ bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương các bác anh em nhé. Bây giờ em test thử các bác anh em nhé. Chín
rất là sang trọng quá anh em, với một cặp loa Mỹ EV.